Cho nên cổ đại đức trong Tịnh Tông có vị suốt đời chỉ thọ trì một bộ kinh, không bao giờ thay đổi, tự mình tu học một bộ kinh. Họ giảng kinh cũng chỉ giảng một bộ kinh, giảng kinh A-di-đà giảng 200-300 lần. Có chỗ nào thỉnh họ đi giảng, họ cũng giảng bộ kinh này. Phương pháp này rất hay, rất thích hợp cho xã hội hiện nay chúng ta. Cho nên tôi cũng thường khuyến khích các đồng học chỉ tu học một môn, suốt đời giảng một bộ kinh, không nên xen tạp quá nhiều. Nếu quý vị thật sự thông suốt một bộ kinh, chỉ chuyên giảng một bộ kinh, sẽ có người thỉnh quý vị ở địa phương này thỉnh quý vị giảng bộ kinh này, giảng hết một tháng. Ở địa phương khác lại có người thỉnh những huyện thị ở Trung Quốc, chỉ tính khoảng 1-2 ngàn cái huyện thị, quý vị giảng đến 100 tuổi cũng giảng không hết, cũng chưa đi hết một vòng. Quý vị nói quý vị thoải mái biết bao, đi đến đâu thì làm khách đến đó, không nên làm chủ. Làm chủ thì rất mệt, làm khách thì rất thoải mái. Quý vị nói quý vị tự tại biết bao, thật sự đã buông bỏ hết vạn duyên, sống cuộc sống vân du, được đại tự tại. Không nên xen tạp quá nhiều, nhiều thì rất mệt, xen tạp nhiều thì khó tiêu hóa, thì giảng không hay. Chỉ giảng một bộ kinh, càng giảng càng thâm nhập, giảng nhiều rồi thì tự nhiên thế nhập cảnh giới, thì được niệm Phật tam muội. Phật pháp hiện nay đích thật là đang trong lúc nguy cấp, quyết định sự sống còn, tức là người thật sự học giáo thì ít, người thật sự giảng kinh cũng ít. Không có người nghiên cứu, không có người giảng giải, thì Phật pháp tự nhiên tiêu mất. Tuy kinh điển còn ở thế gian, nhưng chỉ là thứ đồ cổ mà thôi. Quý vị nói có đáng tiếc hay không? Thật tại mà nói, muốn học tập không khó, chỉ cần thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Ở trong đạo tràng này, đạo tràng của chúng ta là chuyên tu Tịnh Tông. Ở trong đạo tràng này giảng một bộ kinh, giảng bộ kinh này từ đầu đến cuối giảng xong, rồi lại bắt đầu giảng lần nữa. Mỗi lần giảng đều khác nhau, người giảng sẽ không chán, người nghe cũng không mệt. Tại vì sao? Vì mỗi lần giảng cũng khác nhau. Nếu người nghe hai lần giống nhau thì họ không muốn nghe nữa. Mỗi lần giảng khác nhau. Vì sao mỗi lần giảng khác nhau? Vì cảnh giới của mình đã nâng cao. Chỉ có thâm nhập một môn, vả lại phải y giáo phụng hành. Điều này là quan trọng hơn hết. Không thể chỉ nói mà không làm. Nếu chỉ nói mà không làm thì quý vị không có cách nào nâng cao cảnh giới của mình. Người thời xưa họ làm được rồi mới nói, họ trước tiên làm được sau đó họ mới nói. Còn người hiện nay chúng ta thì nói trước sau đó mới làm được, như vậy cũng khá lắm rồi. Nếu không nói được mà cũng không làm được, hoặc biết nói mà không biết làm thì là vô ích. Chỉ biết nói mà tự mình không làm thì cảnh giới của quý vị mãi mãi ngừng ở đó. Thật tại mà nói cũng không phải ngừng tại ở đó. Nếu quý vị không lên được thì nó sẽ hạ xuống, tức là thối chuyển. Thối được rất mau, nhất là xã hội hiện nay sức dụ dỗ mê hoặc quá mạnh. Có mấy ai chịu nổi sự dụ dỗ mê hoặc đó? Chịu không nổi thì thối chuyển rất mau. Thể thối chuyển thì đọa vào tam đồ. Hay nói cách khác, quý vị không thể vãng sanh cực lạc thế giới thì quý vị sẽ đọa vào tam đồ.
quý vị muốn giữ được cái thần nhân thiên thì không phải là chuyện dễ. Điều này Phật tại trong Kinh Giáo Đại Thừa có nói nhiều thí dụ. Sau khi mất thân người, muốn được lại thân người không phải là chuyện dễ. Chúng ta đọc trong kinh điển, Phật nói cho chúng ta biết, muốn được lại nhân thân nhân thiên, phải tu nghiệp nhân gì thì mới được, thì mới đạt được. Tự chúng ta bình tĩnh mà phán tính thì sẽ hiểu rõ. Nhân đạo được thân người, là do tu ngũ giới mà được. Cộng thêm trung phẩm thập thiện, tu thập thiện nghiệp đạo, chúng ta nghĩ xem chúng ta có làm được hay không. Tu thập thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, các đồng tu tại gia thì không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si. Quý vị có làm được hay không? Trong thập thiện nghiệp đạo có thượng trung hạ ba phẩm. Thì trung phẩm, nếu chúng ta tính theo số điểm, trung phẩm phải là gần 70-80 điểm, thì quý vị có đạt được mức độ này hay không? Tôi ngũ giới phải thanh tịnh thì đời sau mới được lại thân người, không mất đi thân người. Nếu muốn sanh lên cõi trời thì phải tu thượng phẩm thập thiện. Hay nói cách khác, quý vị tu thập thiện nghiệp đạo ít nhất phải đạt đến 95 điểm mới được, thì quý vị mới có thể sanh lên cõi trời dục giới. Như vậy thì thật là khó, không phải là chuyện dễ. Phải đoạn ác tu thiện, hoàn toàn sửa lỗi, nếu như muốn lên cao nữa, muốn sanh lên cõi trời tứ thiền thì phải tu định. Trên thực tế, từ cõi dục giới, dạ ma thiên trở lên đều phải nhờ vào thiền định. Thông thường chúng ta không phải tu định mà là tu tâm thanh tịnh. Tâm của quý vị phải thanh tịnh hơn người thường. Nếu tâm của quý vị càng thuần thanh tịnh thì quý vị sanh lên cõi trời càng cao, như dạ ma thiên, đầu xuất thiên, quá lạc thiên, thà quá tự tại thiên. Nếu thật sự đắc thiền định, chúng ta nói đắc sơ thiền, thì quý vị sanh lên cõi trời sắc giới. Đây không phải là chuyện dễ. Cho nên thật là quá khó. Vì vậy chúng ta chọn đi con đường dĩ hành đạo này. Thế nhưng dĩ hành đạo, chưa quý vị phải nhớ kỹ, không nên nghĩ rằng con đường dĩ hành đạo là rất dễ dàng. Nó là so với những con đường khác dễ hơn mà thôi. Nó dễ ở chỗ nào? Nó dễ là dễ ở chỗ đế nghiệp. Hay nói cách khác, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn cũng không sao, chỉ cần quý vị đè phục được phiền não, mọi người muôn ngàn trở nên quên điều này, mang nghiệp không mang hiện hành. Hay nói cách khác, chỉ mang nghiệp cũ không thể mang nghiệp mới. Hiện hành là hiện tại tạo tác, không thể mang theo cái này. Chúng ta chỉ mong các đồng học thật sự phát nguyện
Hiện tại chúng ta tuy còn ở thế gian này, nhưng đã ghi tên ở cực lạc thế giới, đã đăng ký vào sổ rồi, chắc chắn được vãng sanh. Có được vãng sanh hay không, đều ở nơi tính tâm. Chúng ta có tính tâm, có nguyện tâm. Đại sư Ngẫu Ích nói chắc chắn được vãng sanh, có tính nguyện, có tính có nguyện, thì đã ghi tên đăng ký vào sổ rồi. Hiện tại chúng ta chỉ thiếu hạnh, tức là công phu tu hành. Tu hành là chú trọng ở nơi tâm thanh tịnh, chú trọng ở nơi đoạn ác tu thiện, chú trọng ở nơi xả kỷ vị tha, thì quý vị không còn chướng ngại nữa, quý vị sẽ được tự tại vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, như trong kinh này có nói, chỉ có các âm thanh khoái lạc tự nhiên, vĩnh viễn xa lìa các sự khổ. Phẩm kinh tuyền trì công đức này chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Xin quý vị xem tiếp phẩm siêu thế hy hữu. Phẩm siêu thế hy hữu này là nói đến chánh báo. Ở phẩm trước là nói về hoàn cảnh cuộc sống rất là tốt đẹp, lục trần thuyết pháp vô cùng hy hữu. Chúng ta hy vọng trong đời này phải chứng được, trong tính giải hành chứng phải chứng được, thì mới không phụ lòng A Di Đà Phật, cũng không phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng ta giới thiệu pháp môn này. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.